Xin chào cả nhà. Hôm nay vợ chồng mình và cả gia đình mình bốn người đi dạo. Trời nắng rất là đẹp và đi dạo nha. Hai đứa con mình Gì? nó đang ăn kẹo. Flash. Con cái con Ở đây đường là này gì? là đi từ nhà mình cho đến dọc vào sông các bạn. Mời các bạn xem cái cảnh nè. Thì con đường này mình cũng có quay mấy lần trong những video kỳ trước rồi. Thì bây giờ vào lại vào mùa xuân sắp mùa hè rồi cho nên mình sẽ quay lại và quay cho các bạn xem, hy vọng là dọc đường sẽ có những cái điều thú vị mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn ha. What is on for? À, cây dàn bây giờ đi vô con đường này là vắng, không có xe các bạn, phía ngoài này mới là có xe chạy ha, còn ở đây là cái đường dành cho người đi bộ cho nên thả hai tụi nhỏ ra cho tụi nhỏ tung tăng cho dễ. Đường ở đây rất là vắng. Phía bên đây là nhà ga nè các bạn. Cái đường ga xe lửa nè. Đó. Là mỗi khi mà mình làm vườn á, là nghe xe lửa ngừng lại á. Thank you.
rất kỳ lạ. Gần mama, gần. Cucu mama, cucu. Ôi là con gấu bắc cực, con chó bự ghê nè. Rồi kết thúc buổi đi dạo của gia đình mình nha. Hai đứa nhỏ thì lại nhà bà nội chơi rồi, cho nên còn hai vợ chồng mình đang trên đường đi bộ về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Bye bye.